Em mời chị. Cảm ơn em. Cảm ơn. Tặng anh cuốn sách nè. Thiệt hả? Vậy mà anh tưởng em gọi anh tới đây là có chuyện gì. Vì chứ tặng sách thì anh không bao giờ từ chối. À, cuốn sách này á là nói về giai đoạn đầu thiền tu của một vị thiền sư nổi tiếng mà em rất là ngưỡng mộ luôn á. Thật không cũng công anh tới đây. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Dạ không có gì đâu. À, anh biết không, trong cuốn sách này á có một câu mà em tâm đắc lắm luôn á. Nó nằm ở đây nè. Nãy em nói cái câu gì ta? Em nói có cái câu gì hay lắm á. Tự nhiên ngồi gần anh cái nó rối thì sao á. Cái câu đó là ở đâu đi nè, anh che mất rồi đây, anh lấy cái tay ra. Cái câu của nó là khi bạn biết trân trọng bản thân thì thế gian này cũng bắt đầu trân trọng bạn. Hay quá. Vậy Yến đã biết trân trọng bản thân mình chưa? Em thì vẫn còn đang phải học câu đó nè. Nhưng mà em nghĩ chắc phải học cả đời luôn á. Dạ anh nghĩ người viết cũng phải mất cả đời mới đúc kết được. Đúng không Yến? Anh nói cái gì cũng đúng hết trơn á. Yến cứ tự nhiên đi. Em xin phép nha. Alo, tôi nè. Hôm nay bà có lịch đi làm đó, bà đi chưa? Ê chết rồi, tôi quên rồi. Trời ơi sao không có về được. Tính sao? Rồi bà có đi làm không? Không kịp đâu. Ê khoan đi. Để tôi tính nha. Cướp máy đi. Ủa anh Dũng hả? Anh đang ở đâu vậy? Yến, anh nghe nè Yến. Trời anh tới chưa vậy? Trời lẹ đi, chủ nhà mới hối em kìa. Anh tới rồi, anh tới đúng địa chỉ là 77, đường số 7 nè. Bây giờ mở cửa vô thôi nha. Anh biết rồi mà. Nha, cô giúp em nha. Ê, nè, khoan đã, nghe em dặn nè. Anh dọn dẹp sạch sẽ nghe không? Để chủ nhà mắng vốn em là em trừ lương anh đó. Trời đất ơi, Yến nghĩ thử coi. Nếu như mà anh dọn giỏi quá thì lần sau người ta thích anh, người ta kêu anh, lúc đó Yến thất nghiệp, Yến đừng có nói à. Thôi, đừng nói nữa, nói chậm quá mà nói hoài à. Rồi, vậy nha. Trời đất ơi, cái nhà gì bự tổ chán, dọn biết khi nào mới xong đây. Nhưng không được, mình phải vì cuộc tình vĩ đại của mình mà không để Yến mất mặt được. Trời đất ơi, giày dép gì mà quăng lộn xộn hết trơn à. Thôi, để đây, hồi trà cho sạch luôn. Bây giờ lau nhà. À.
Sao cái cảnh này giống như mấy cảnh trong phim kinh dị vậy? Trời ơi, cái gì gọi hoài vậy? Em có chắc chắn với anh là trong nhà này đi hết trơn rồi không? Thiệt mà, chị chủ còn mới nhắn em là nhớ cho mẹ ăn nữa kìa. Anh lo dọn dẹp đi. Nhưng mà em có chắc chắn 100% không? Tự tỉ. Thôi nha. Không lẽ trong căn nhà này có ma sao ta? Dừng lại. Ba em hả? Ừ, con chào bác. Không phải. Chú là ai vậy? Sao tự nhiên chú vô nhà tôi? Chú. Ủa, chú còn cầm cây nữa. Bộ chú định làm gì tôi hả? Không, không có. Chú đâu có làm cái gì đâu. Thì chú chỉ là ô xin làm việc theo giờ thôi à. Mà nè, còn tuổi ăn tuổi học, tại sao hai đứa không chịu lo học hành mà dám ở trong phòng ngủ một mình như vậy? Chú mét mẹ hai đứa. Toàn rồi em ơi, ông nói sẽ mét mẹ em kìa. Kỳ này á là mình sẽ tiêu á. Không sao đâu, để em sửa này cho. Nhìn kìa, cũng khờ lắm. Ủa, tụi tôi chỉ chơi game thôi mà, có làm gì đâu. Chơi game tại sao không chơi ở phòng khách, sân vườn, nhà bếp? Tại sao chung vô phòng ngủ chơi? Phòng ngủ có gì mà chơi? Em ơi, nhưng ổng bị gì á, tụi mình đâu làm gì đâu. Ủa, chú ngộ ha, đây là nhà của tôi muốn làm gì, tôi muốn ở đâu là quyền của tôi chứ. Ừ. Ủa, chú là ai, sao tự nhiên chú vô nhà tôi? Tin tôi báo công an không? Thôi, đừng có báo công an. Chú nói rồi, chú chỉ là ô xin giúp việc theo vợ thôi à. Ủa, ô xin? Phải là chị Yến chứ, sao tự nhiên lại là chú? Chú với chị Yến lừa mẹ tôi đúng không? Tôi mét mẹ. Khoan đã, đừng có mét mẹ con. Chú chỉ là ô xin giúp việc thôi à. Miễn sao nhà của con sạch sẽ, tươm tất, rồi chú đi về là xong rồi. Nhưng mà mẹ tôi không có thích đàn ông vô nhà. Thôi chết, vậy giờ. Vậy thôi giờ vậy đi, tôi với chú thỏa thuận. Chú làm ngơ chuyện của tôi thì tôi cũng làm ngơ chuyện của chú luôn. Nước sông không phạm nước giếng, ok? Thỏa thuận. Trời ơi, chú còn phân vân làm gì nữa, chú ồm ờ hoài, đàn ông phải dứt khoát lên. Vậy sao cô gái được, đúng chú? Ok nha, quyết định vậy đi. Nhưng mà không được, nếu chú làm như vậy, chẳng khác nào chú đang tiếp tay cho hai đứa làm những chuyện không nên trong phòng này. Nè, tôi nói cho chú biết, chú làm giúp việc thì chú lo mà làm đi. Một xíu nữa mẹ tôi dễ hở mà thấy nhà dơ là mẹ tôi trừ lương chú đó. Đi ra khỏi phòng tôi đi, anh phụ em. Khoan đi, khoan đã đi chú. Đừng mà. Khoan. Có cháy gì đâu, chú thử lo thôi mà. Ủa, sao loa gì mà như còi hú cháy vậy? Chú đâu có biết. Thôi để ngày mai chú đem ra tiệm sửa, rồi chú hỏi tại sao nó kêu như vậy, rồi chú báo con biết nha. Chú xạo tụi con đúng không? Chú muốn phá tụi con chứ gì? Chú có phá gì đâu. Con nói lại, chú lo việc của chú đi, đừng có phá tụi con nữa. Đây đúng nha. Rồi chú. Vô. Không được rồi. Nếu mình để hai đứa nó đó trong phòng, lỡ có chuyện gì xảy ra là mình cũng có một phần trách nhiệm. Yến hả? Yến
gọi chủ nhà về liền đi Yến, nhà có chuyện rồi. Chú ơi chú định gọi cho mẹ con hả chú? Con gọi cho mẹ con trước rồi. Chú vô nhà con làm cái gì? Tôi đã gọi điện cho cô Yến và con gái cũng đã nói chuyện với tôi rồi. Tôi sẽ kiện công ty các người về cái chuyện làm ăn gian dối. Tôi yêu cầu người này mà dám đưa người khác tới. Chị nghe em giải thích một cái đi chị. Không cần giải thích. Công ty của các người chuẩn bị đền hợp đồng cho tôi đi. Chị. Cứu hỏa hả? Chết chưa?